Phẩm thứ bảy: niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Muốn được giảng sinh cần phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Nhưng hành giả đời nay mấy ai đi đến trình độ ấy? Thế thì công phu trì niệm một đời không lẽ trở thành luống uổng hay sao? Thật ra niệm Phật đến trình độ nhất tâm bất loạn chỉ là sự khuyến tấn hay là mức kỳ vọng mà các hành giả có thể đạt đến. Nhưng phải luôn ghi nhớ rằng pháp môn niệm Phật có điểm đặc biệt là bậc thường căn thì đạt đến mức một lòng không loạn ngay trong đời sống, còn bậc hạ căn chỉ cần 10 niệm cũng được giảng sinh. Cho nên vấn đề nhất tâm bất loạn được giảng sinh là nói ngay khi lâm chung, không phải là chỉ cho lúc hiện tiền. Được 10 niệm không loạn lúc sắp mãn phần thật ra không phải là chuyện dễ dàng, vì khi sắp lâm chung có một sức nghiệp do từ đời này hoặc từ kiếp trước khởi hiện, gọi là cận tử nghiệp. Nếu lúc bình thường không cố gắng niệm Phật cho thuần thục thì khi sắp chết bị sức cận tử nghiệp lấn át, khiến chánh niệm không thể hiển lộ, do đó tâm thức tùy theo nghiệp lực rối loạn. Thế thì làm sao giảng sinh cực lạc? Đệ tử chúng con phải hành trì đúng theo sự và lý của pháp môn niệm Phật mới thực chứng nhiều kinh nghiệm tâm linh. Thế nào gọi là sự và lý? Lý là lẽ phải, là điều suy luận, là cảnh giải ngộ thuộc về phần tánh. Sự là phương tiện, là công hành, là hình thức thuộc về phần tướng. Tuy nhiên, đi đến chỗ cùng cực thì sự tức lý, tánh tức tướng, đồng một thể như thật tròn sáng dung thông. Trên đường hành trì thì lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu Phật đạo. Có lý thì việc mới có căn cứ cương lãnh, có mục tiêu để sinh khởi và tác dụng. Có sự thì lý mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải, đi đến mục tiêu và cuối cùng đạt lấy kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường đi, có sự thì như đôi chân để tiến bước. Không có chân thì dù cặp mắt có sáng tỏ bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nào đi đến nơi đến chốn. Lại nữa, có lý mà không có sự thì như người có họa đồ biết đường lối mà chẳng chịu bước đi. Còn có sự mà không có lý thì như kẻ tuy bước đi nhưng thiếu hướng đạo, cho nên lộ tuyến mê mờ. Vừa có lý có sự thì như đã thông suốt đường lối, lại vừa chịu khó cất bước hành trình. Như vậy chân thực là một kẻ hành trì hoàn toàn chắc chắn sẽ về được nơi bảo sở. Sự và lý đã nương nhau như thế, nên nếu thiếu một thì ắt chẳng có hy vọng thành công. Người niệm Phật dù thiếu phần giải ngộ, nhưng nếu chịu noi theo lộ trình của bậc tiên đức đã chỉ dạy mà thực hành thì cũng sẽ thành công như cổ nhân không khác. Kinh điển Phật để lại cũng như các lời khai thị của thiền tri thức chính là lộ trình đích xác cho chúng con. Chúng con chỉ nương theo đó mà tiến bước hành trì. Có sự là có hành trì mà thiếu phần lý giải. Thật ra chẳng đáng lo ngại, vì càng hành trì thì trí tuệ càng khai thông, để rồi đến chốn tỏ ngộ. Đáng thương thay cho những kẻ tuy hiểu lý nhưng không chịu thực hành, chỉ ngồi nói suông và chỉ trích suông. Dù có đàm quyền luận diệu thao thao bất tuyệt, song suốt đời vẫn chẳng tiến bộ nửa bước. Người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Vì sao vậy? Vì như kẻ đã biết nhà cháy mà không chịu chạy thoát, vẫn cứ mãi ngồi yên, thì nào có khác chi kẻ không biết gì cả. Do vậy có thể nghĩ rằng Phật Pháp có thể cứu độ hàng người mà thế gian cho là ngu dốt, chẳng thông một chữ, nhưng không thể có cách thức để cứu độ những kẻ tự hào là thế trí biện thông lại không chịu hành trì. Dù kẻ lào thông tam tàng song chẳng thực hành thì chắc chắn nghiệp hoặc từ vô thủy vẫn còn y nguyên. Cho nên sự tri giải ấy vẫn là vô dụng. Sao cho bằng một bà lão dốt nát nơi nhà bếp, mặt mày lem lọ nhưng thường luôn chuyên cần niệm Phật, thì ngày kia tâm yên không loạn, ngồi ngự đài sen. Do vậy, kẻ suốt đời chỉ cầu sự thông hiểu trên danh tướng, lý luận để mong trở thành một vị bác học về Phật Pháp mà không thiết thực tu hành, tất phải lâm vào cảnh kể thức ăn ngon mà mình chịu đói, đếm tiền của kẻ khác mà mình vẫn nghèo nàn,
kết cuộc vẫn hoàn toàn vô bổ. Nhà Phật ví những kẻ ấy như là người điếc thấy đàn cho đại chúng nghe, như là kẻ quậy cánh đi khắp nơi rao bán đủ thứ thuốc hay, nhưng quên hẳn mình đang mang nhiều chứng bệnh. Thế nào gọi là sự trì và lý trì? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, sự trì là tin có cõi Cực Lạc và Phật A-di-đà mà chưa thông đạt. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ quyết định cầu sinh Cực Lạc, tha thiết ức niệm như còn nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A-di-đà ở Tây Phương do tâm ta sẵn đủ, do tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng. Đối với môn niệm Phật thì duy bậc thượng căn trí tuệ mới dung thông tánh tướng, hiểu đến chỗ tận cùng. Bằng không được thế thì thà chấp tướng mà tu hành, càng chấp lại càng màu nhiệm. Bởi vì càng chấp sự tướng thì chí nguyện cầu giảng sinh lại càng thiết tha, và khi đã về Tây Phương thì lo gì không chứng ngộ thật tướng. Vấn đề sự và lý, tánh và tướng nói ra vẫn không cùng tầng, nhưng nếu hiểu được một thì sẽ hiểu tất cả. Thế nào là sự nhất tâm? Người niệm Phật phải thiết thực dụng công. Trong thì tuyệt hẳn các tướng thị phi nhân ngã, không thấy có thân tâm. Ngoài thì dứt bạc các tướng sắc không, lục trần, chẳng còn thấy có cảnh giới. Duy chỉ có một câu Phật hiệu rành rọt hiện tiền mà thôi. Khi hành giả chỉ chuyên tâm chú ý vào sáu chữ hồng danh, thì lâu ngày tất cả các tạp niệm đều dứt bạc. Trong tất cả các cử động đi, đứng, nằm, ngồi, duy chỉ có một câu Phật hiệu hiện tiền. Đây gọi là cảnh giới sự nhất tâm. Nhất biến thượng nhân khai thị như sau: khi xưng niệm danh hiệu không Phật cũng không ta, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cảnh giới định tuệ của người niệm Phật, tương tự với trạng thái nhập thiền của người hành thiền. Thế nào là lý nhất tâm? Vượt qua mức độ sự nhất tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, thì ngày kia tâm địa rộng suốt, thoát hẳn căn và trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi Cực Lạc. Khi ấy, tự tánh mình chính là A-di-đà mà cũng chẳng ngại gì riêng có Đức Phật A-di-đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm của người niệm Phật. Địa vị này là định tuệ nhất như, tương tự trình độ khai ngộ của người hành thiền quán. Ngài Ngẫu Ích dạy, không luận sự trì hay lý trì, nếu cứ niệm Phật, sao cho đến chỗ hàng phục phiền não để kiến hoặc và tư hoặc không khởi hiện, đó là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, nếu cứ niệm Phật đến chỗ tâm khai và thấy rõ bản tánh Phật của mình, đó là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì không bị kiến hoặc tư hoặc làm loạn, còn lý nhất tâm thì không bị nhị biên làm loạn. Chẳng nói chi đến lý nhất tâm, với trình độ sự nhất tâm thì người đời nay phải thâm tính lời Phật dạy và nỗ lực hành trì mới mong thấu đạt được. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật cộng thêm lòng cung kính chí thành thì trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, tăng thêm một phần phước tuệ, lần lần đi tới cảnh giới thanh tịnh. Cứ hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, mỗi niệm thâm nhập cảnh giới định tuệ nhiệm màu. Trong luận Đại Thừa Khởi Tính, sau khi kết hợp tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong các đường lối tu tập, Ngài Mã Minh Bồ Tát dạy rằng, cõi ta bà phiền não can cường nên chánh tính khó vững, lại không được thường xuyên gặp Phật nghe Pháp, đường tu lại nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết rằng Đức Như Lai có phương tiện thù thắng dạy cầu sinh về cõi Cực Lạc ở Tây Phương. Nếu chuyên tâm niệm Phật A-di-đà rồi đem công đức hồi hướng thì sẽ được Phật đón rước về thế giới Cực Lạc, được luôn luôn gặp Phật nghe Pháp và chẳng còn bị thoái chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập thì quyết định sẽ vào chánh định tụ. Như vậy, chuyên tâm niệm Phật là phương tiện nhiệm màu để thoát khỏi ma chướng và mau thành tựu định tuệ. Chỉ có sự chuyên tâm là cách thức duy nhất để thực chứng pháp môn niệm Phật bằng kinh nghiệm tâm linh của bản thân. Vì sao vậy? Vì đối với người khát khao giải thoát
thì chỉ có kinh nghiệm tâm linh mới là đáng quý nhất, mà không có một thứ gì có thể đánh đổi được. Đệ tử chúng con, nhờ sự dẫn dắt của Đức Bổn Sư, nhờ sự nhiếp thọ âm thầm của Đức Từ Phụ, nhờ sự hộ niệm của sáu phương chư Phật, mà hôm nay mới biết rõ rằng niệm Phật thì phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Cho nên chúng con xin đem cả tấm lòng tri ân tha thiết chân thật quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ 8. Niệm Phật phải bền lâu, không gián đoạn. Niệm Phật muốn giữ được tinh tấn bền lâu thì phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là nhớ đến mục đích hành trì của mình. Bao nhiêu việc làm ngày hôm nay đều là nỗ lực hướng đến giải thoát sinh tử, hoàn thành địa vị Phật Đà để tự độ và độ tha cho ngày sau. Triệt Ngộ Đại Sư dạy rằng, cương yếu của pháp môn niệm Phật chỉ bao gồm trong 16 chữ sau đây: thật gì sinh tử phát bồ đề tâm, lấy tính quyền sâu trì danh hiệu Phật. Con người ở Ta Bà Quế Độ này, nếu chỉ tu ngũ giới thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật thì cùng Phật vô duyên. Vì không duyên với Phật nên các chủng tử vô lậu trong A Đà Na thiếu cơ năng để dẫn phát. Cho nên dù tu các nghiệp lành nhiều lắm cũng chỉ sinh lên cõi trời chứ không được về tịnh độ. Tuổi thọ ở các cõi trời tuy lâu dài nhưng vẫn có hạn lượng. Khi phước báo chấm dứt sẽ tùy nghiệp mà sa đọa trong ba được dữ. Chúng sinh do ngã chấp làm gốc, từ ngã chấp khởi tạo các nghiệp nhân lành hoặc dữ, nên sau đó tùy theo sự thành thục của mỗi loại chủng tử mà phải chịu luân hồi. Trong kiếp luân hồi thì nghiệp ác rất dễ tạo, duyên lành thì khó tu, nên thời gian đọa xuống các ác đạo là rất ngắn. Tất cả chúng sinh nếu không về tịnh độ của chư Phật thì tất phải ở quế độ. Đã ở quế độ thì với hoàn cảnh xấu ác nhiều chiến duyên, với căn cơ con người thời mạt pháp, chắc chắn sớm muộn gì cũng phải đọa ác đạo. Muốn sinh về tịnh độ của Phật thì tất phải niệm Phật. Niệm Phật quả thật là pháp môn thuộc về Đại Thừa Viên Đốn. Nói Đại Thừa vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân tố tiến tu và lấy địa vị toàn giác làm quả chứng. Nói là duyên vì môn này nhiếp trọn các năm tông tám giáo như các bậc cổ đức đã phê luận. Nói là đúng vì phương tiện này đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên đến ngôi bất thoái chuyển, từ bậc sơ học lên đến quả vô thượng bồ đề thẳng tắc mau lẹ. Muốn cầu giải thoát thì đối với niệm Phật phải xem là điều khẩn yếu, nên gặp pháp môn này lúc nào phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn. Mạng sống con người rất ngắn ngủi, muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến thì mỗi thời khắc phải gắn chăm niệm Phật. Như thế gặp giây phút cuối cùng mới khỏi bị bối rối tay chân. Để niệm Phật được bền lâu phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà tự đặt ra thời hạn rồi lần lần tăng tiến. Trong đời sống, người niệm Phật phải có đủ hai hình thức hành trì, đó là định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu Phật hiệu. Không định thời là ngoài các thời khóa kể trên, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều phải niệm thầm, nhưng niệm thả và không ghi số. Điểm cốt yếu là dù niệm chậm hay mau cũng phải rành rẽ rõ ràng, tâm bắt kịp tiếng. Tâm và tiếng đều phải dung hòa nhau. Cứ như thế, niệm lâu ngày thuần thục nên sức niệm mau dần và niệm được nhiều hơn. Muốn niệm Phật được nhiều thì phải chuyên cần tập luyện bằng cách phải ngồi mà niệm. Dù đi đứng đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe rõ ràng sáu chữ thì nên ngồi mới thích hợp. Nên dùng chuỗi nhẹ
và lấy 10 câu danh hiệu làm một đơn vị. Niệm đầy đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật với tấm lòng chí thành và cung kính. Vừa niệm thầm vừa niệm ra tiếng luân phiên thay đổi nhau. Niệm thầm thì ít mệt nhưng dễ hôn trầm. Niệm lớn tiếng thì có tác động lớn lao cho sự phát tâm nhưng lại mau mệt. Tuy nhiên, phải luôn luôn ghi nhớ điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ, rõ ràng, và tâm cùng tiếng phải dung hòa nhau, chứ có vội cầu nhiều mà thành ra niệm dối. Không nhất thiết phải đạt cho được định tâm, mà vấn đề chính yếu là bền lâu, không gián đoạn, thì dù có tán tâm, dần dần cũng sẽ chuyển thành định tâm. Người tuy tạp niệm có nhiều, nhưng chịu khó niệm bền lâu, tất cả sẽ trở thành chánh niệm. Mặc dù con đường thực hiện tâm linh còn có nhiều hiểm trở, khó khăn, nhưng đệ tử chúng con vẫn nhận thức rằng trong gai nào cũng phải bị khuất phục trước sự kiên gan của con người. Cho nên trong niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, trong ước nguyện phó thác đời mình cho bản nguyện Phật A Di Đà, trong khát vọng trở về quê hương cực lạc, đệ tử hôm nay đối trước 10 phương tam bảo xin chân thành đảnh lễ khẩn cầu chư Phật cùng chư vị đại địa Bồ Tát thương xót đến chúng con mà ban thêm nhiều năng lực để chúng con luôn luôn ghi nhớ rằng niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn để qua sen báo bên liên trì mãi mãi thắm tư. Đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai, thử thách. Có muôn ngàn duyên nghiệp sẵn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì, cũng như gây nên rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Nhưng sự khảo đảo ấy có rất nhiều chi tiết sai biệt được tóm tắt đại cương trong 6 phần sau đây. 1. Thứ nhất là nội khảo. Có người trong lúc tu tập bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc si mê, hôn trầm, buồn ngủ. Nhưng tâm niệm ấy đôi khi phát lộ rất mãnh liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng dễ sinh ra cao có, bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các hình tướng thiện ác biến chuyển. Gặp cảnh này, hành giả phải ý thức đó là do công năng hành trì nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ rằng các thứ nghiệp tướng đều như quyển quá, phải nêu cao chánh niệm thì tự nhiên các tướng ấy lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tức bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa. Tiên đức dạy rằng: chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Có người đang lúc niệm Phật bỗng phát sinh tán loạn, mỏi nhọc, khó cưỡng lại nổi. Ngay khi ấy nên đứng lên lễ Phật, hoặc đi kinh hành, hoặc tạm xả công phu, lui ra đọc vài trang sách, chờ cho tâm tư thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật. Chớ nên cưỡng cầu, chớ nên tự ép buộc cho mau nhất tâm, thì càng cố gắng lại càng rối loạn. Nếu thấy quá cô tịch thì phải phụ thêm bái sám, tụng kinh, trì chú. Đây chỉ là sự uyển chuyển trong lúc dụng công để con đường hành trì trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn. 2. Thứ hai là ngoại khảo. Đây là những nghịch cảnh thuộc về bên ngoài, làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả, như sự nóng bức, ồn ào, quế tạp, hoặc ở chỗ giá rét hay nhiều mũi mọc. Gặp những cảnh như thế này, phải nên uyển chuyển, đừng chấp nê theo hình thức của mình, mà phải nhẫn nại để cố giữ cho vững quá trình trì niệm. Đừng bao giờ tỏ ra ý mong cầu hoàn cảnh bên ngoài phải thuận theo lòng mình. 3. Thứ ba là nghịch khảo. Trên đường hành đạo, nhiều khi hành giả bị chướng duyên làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em, vợ chồng hoặc con cái ngăn trở, phá hại sự hành trì. Có người thì sát thân mang cố tật hoặc đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị quan gia đeo đuổi ám hại,
hoặc có người bị vu oan giáng họa khiến bị tra tấn hay tù đày, hoặc bị ganh ghét rêu rao nhiều tiếng xấu xa làm cho lòng khó an khó nhẫn. Tất cả các việc ấy đều do sự tác động của nghiệp quá khứ hoặc nghiệp hiện tiền. Muốn vượt qua, hành giả phải ẩn nhẫn sám hối một cách kiên trì, chớ buồn phiền quán trách mà phải xem đó như là một thử thách của A Di Đà để trui luyện tính tâm của mình. Và điều cần yếu nhất là phải thường xuyên cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. 4. Thứ tư là thuận khảo. Có người không gặp nghịch cảnh mà gặp thuận cảnh, mong cầu gì đều được toại ý. Những sự đắc ý ấy lại là duyên ràng buộc chứ không phải duyên tiến tu. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rũ người tu, rồi dẫn lần đến các sự phiền toái khác làm mất cả đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước thì nhiều. Nên trên đường hành trì thì thuận cảnh thật ra đáng sợ hơn nghịch cảnh. Vì sao thế? Vì nghịch cảnh phần nhiều làm cho hành giả khổ đau, nên sớm tỉnh ngộ và dễ thoát ly ý niệm tham đắm, đôi khi còn phẫn chí lo tu hành. Ngược lại, thuận cảnh làm con người âm thầm thối đọa lúc nào không hay biết, đến khi bừng tỉnh mới rõ mình đã lăn xa xuống dốc, khó cứu vãn kịp. Người xưa nói rằng việc thuận tốt đến ba, mê lụy người đến già. Cho nên sự thử thách của thuận cảnh rất vi tế và khó đối trị, do đó cần phải chú ý. 5. Thứ năm là minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không chịu cảnh giác để tỉnh ngộ. Chẳng hạn, có một vị tài đức không bao nhiêu nhưng được nhiều người nịnh bợ khen là nhiều đức hạnh, có phước lớn, rồi sinh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn rỡ, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc có một vị có đủ khả năng tiến xa trên đường đạo nhưng bị kẻ khác cản trở, dọa nạt, khích bác, thuyết phục phải bỏ đạo, rồi sinh ra e dè lo sợ, để rồi thối thất lòng tin. Hoặc có những kẻ tự mình biết nếu tiến hành tham vọng nào đó thì sẽ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì si mê và tự ái vẫn đeo đuổi theo cho đến khi thân bại danh liệt. Hoặc có kẻ tuy biết các duyên bên ngoài đều là giả quyển, nhưng vì định lực yếu kém, lòng tin lung lay, cho nên không buông bỏ được, rồi sau đó tự chuốc lấy sự buồn khổ. Có nhiều người tuy có đức tin và có hành trì, nhưng tính tình quá dễ dạ nên hay bị phỉnh gạt và bị lôi cuốn vào việc đời, đến nỗi thân bị mang lụy. Khi chưa diệt được lòng tham lam, rất dễ bị người khác dùng tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp lôi cuốn. Nếu còn tánh nóng nảy và khí khái, tức dễ bị kẻ khác kích động mà gánh vác những việc phiền phức vào thân. Đây là cạm bẫy của đời mà cũng là của đạo. Nếu không dè dặt cảnh giác sẽ vướng vào dòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách lộ liễu như thế, hành giả phải nhận định sáng suốt và phải quả quyết tiến theo ánh sáng của chánh kiến mới vượt thẳng được. 6. Thứ sáu là ám khảo. Đây là sự thử thách âm thầm không lộ liễu. Hành giả nếu không khéo lưu tâm thì chắc chắn khó hay khó biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần lần sa sút trong việc làm ăn thất bại nên sinh lòng trễ nải sự tu. Có người công việc mưu sinh từ từ phát đạt, rồi ham mê theo lợi lộc mà sao lãng hành trì. Có người vì thiếu sự cứu xét nội tâm nên phiền não càng ngày càng tăng thêm, lần lần sinh ra lười biếng kinh kệ. Có người vì thời cuộc bên ngoài thay đổi, tuy sự sống vẫn đầy đủ nhưng nhà cửa nay đổi mai dời, tâm trí cứ hoang mang hướng ngoại, bất giác bỏ quên sự trì niệm hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng có sức âm thầm lôi kéo hành giả, làm cho bê trễ sự tu học nên gọi là ám khảo. Do vậy, người niệm Phật phải lưu tâm, chú ý nhiều hơn nữa và phải luôn luôn bái sám cùng cầu nguyện sự gia bị của chư Phật, cũng như quay thần lực của chư Bồ Tát để vượt qua những thử thách vi tế và âm thầm. Phương thức hóa giải chướng duyên. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại nên ngày xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã chỉ dạy bốn phương châm để tiến đạo cho hàng đệ tử và những kẻ hậu học. Đó là: thứ nhất, báo quán hành. Đệ tử chúng con từ vô thủy đến ngày nay, mỗi đời đều gây nợ nghiệp, hoặc là ân, hoặc là quán, từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều đến số vô lượng vô biên.
Tuy kiếp này có công phu tu tập đã tiêu trừ nghiệp nợ một phần nào, nhưng vẫn còn nhiều thứ nghiệp phải bị đền trả, phải an lòng nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản, chứ không nên oán trách hoặc buồn phiền. Luôn luôn nhắc nhở đến luật nhân quả, nuôi lớn lòng tin và cầu diện đến hồng ân của chư Phật. Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy rằng, muốn cho đời sống thanh thoát và cõi lòng quang lạc thì hành giả chỉ nên chuyên cần chăm chú xưng niệm danh hiệu Phật, rồi đem tất cả cuộc đời mình giao phó cho bản nguyện A Di Đà. Chỉ có như vậy thì không còn có một thứ nghiệp lực hay quan trái nào có thể tác động đến tâm thức mình. Thứ hai, tùy duyên hành. Người niệm Phật phải hiểu rằng tất cả cảnh thình suy hòa phước đều là quyển hóa, chỉ tùy theo nghiệp nhân mà hiện ra trong một thời gian rồi hoại diệt. Cho nên có chi đáng để tham luyến hoặc chán nản, luôn luôn phải có thái độ an phận và tùy duyên. Giàu sang không tự đắc, nghèo nàn không đổi chí, gặp hoàn cảnh nào đều vui sống theo hoàn cảnh đó, sao cho giữ vững các khóa tình tụng niệm. Nếu gặp hoạn nạn, tật bệnh, bất ngờ cũng không nên bối rối, chỉ nên niệm Phật nhiều hơn và nhớ quán sát ruộng vườn, nhà cửa, vợ con đều là duyên giả tạm, không nên vì đó mà bận tâm. Được như vậy mới vững tiến trên đường về cực lạc. Thứ ba, xứng pháp hành. Pháp tức là chân như pháp tánh. Đối với người niệm Phật, tu tịnh độ tức là niệm Phật tam muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi thì tâm phải xứng hợp với pháp chân như. Còn hành giả tu pháp môn niệm Phật thì tâm lúc nào cũng phải an trụ trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị tổ sư đã dạy, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng như người đã chết. Bởi vì sao? Nếu không trụ vào câu Phật hiệu, tức là tâm thức đã bị trần cảnh cướp đoạt và pháp thân huệ mạng cũng không còn. Cho nên đệ tử chúng con quyết luôn luôn an trụ vào câu niệm Phật để tâm tánh lặng yên, sáng suốt, dễ cảm thông với Phật và ngay trong đời sống đã giảng sinh rồi. Còn lâm chung được tiếp dẫn chỉ là chuyện của ngày sau. Thứ tư, vô sở cầu hành. Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi vì tất cả các pháp đều như quyển, hễ sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, có chi chân thật để mong cầu. Giả lại, các pháp thế gian đều tương đối, trong hòa có phước, trong phước có hòa, cứ ẩn nương nhau như thế. Cho nên người niệm Phật phải bình thản, ở cảnh thịnh suy hòa phước đều không động tâm. Thí dụ có một tăng sĩ ở nơi am chanh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, thì duyên đời tuy suy kém nhưng việc hành trì là vững chắc. Ít lâu sau có người đến cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng đông đảo. Chừng ấy phước duyên tuy thịnh nhưng phần giải thoát lại suy kém, vì bận rộn đối phó các việc bên ngoài nên sao lãng hành trì. Hoặc có vị cư sĩ nọ có gia đình bần hàn nên kham nhẫn giữ lòng tin tu niệm, bỗng nhiên gặp duyên may có người giúp đỡ buôn bán, về sau công việc làm ăn tấn tới thì không còn thời giờ để thực hiện nếp sống tâm linh. Cho nên nếu quán xét thật kỹ lưỡng thì lẽ hòa phước đều là tạm bợ. Người niệm Phật đừng nên mong cầu gì hết, ngay cả điều thiện cũng không ham, chỉ nên thường xuyên chấp chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài ra các việc khác, kể cả việc giảng sinh và thành Phật, đều nên phó thác cho Đức Phật A Di Đà. Về đời sống hàng ngày, hãy nên dùng tấm lòng tri ân để cư xử với tất cả mọi người. Đệ tử chúng con tự nghĩ mình vốn tội dày phước mỏng, căn cơ hèn kém, lại sinh nhầm thời mạt pháp, cho nên mỗi lần nhìn lại bản thân thì buồn tủi hổ thẹn. Khi dấn bước vào khu rừng bát ngát bên mông của Phật pháp thì vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải chọn đi lối nào, vì bất cứ lối đi nào cũng quá hiểm trở và xa xôi. Khả năng của chúng con lại bị giới hạn bởi nghiệp chướng. Song thật hạnh phúc thay cho chúng con, Đức Thế Tôn đã mở bi nghiệp triệt để, đã chỉ bày pháp môn niệm Phật để đưa chúng con lên bờ giải thoát. Với hành trang là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con mạnh mẽ bước lên đường về cực lạc. Nhưng những nghiệp nhân đã gieo từ quá khứ vẫn còn tác động đến đời sống cùng tâm thức. Cho nên chúng con mãi mãi khẩn cầu chư Phật, chư Bồ Tát ban cho chúng con đầy đủ năng lực, đầy đủ lòng thương yêu, để chúng con luôn tỉnh thức và ghi nhớ rằng niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên, như là yếu chỉ thứ 9 của pháp môn niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Thật ra chữ chết nguyên là giả danh, vì chẳng qua chết chỉ là sự kết liễu của một thời kỳ quả báo do nghiệp cảm liên chuyển giữa mỗi đời. Khi xả bỏ thân này lại thọ nhận thân khác mà thôi. Những kẻ không biết chánh pháp thì vẫn đành để cho nghiệp lực xoay dần. Còn những người đã nghe pháp môn niệm Phật của Như Lai thì phải tín nguyện trì niệm, dự bị tư lương để khi lâm chung được giảng sinh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát khỏi nỗi khổ sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trụ. Lại chẳng nên vì riêng bản thân mình mà đối với cha mẹ anh em bằng hữu, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên họ cùng niệm Phật và trợ niệm trong khi bệnh nặng cũng như lúc lâm chung. 1. Dự bị về ngoại duyên. Người niệm Phật khi còn khỏe mạnh phải tìm kết giao những bạn đồng học đồng tu, nhất là kẻ ở gần mình, cùng chung một pháp môn niệm Phật để có thể trợ niệm cho nhau lúc lâm chung. Bởi chúng sinh phần nhiều nghiệp nặng, nên đường tu tuy đã gắng hết sức mình, nhưng lúc lâm chung có thể bị nghiệp chướng quá khứ phát hiện, lại thân thể yếu kém, tâm thức hôn mê, khó giữ vững chánh niệm. Nếu không nhờ người khác hỗ trợ, tất dễ bị tùy theo nghiệp lực lưu chuyển sinh tử. Như vậy công tu một đời há luống uổng hay sao? Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Người niệm Phật khi thấy mình suy yếu nên đem hậu sự dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm, và cũng nên sắp đặt các việc tài sản ruộng vườn cho con cháu, dạy con cháu không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh niệm Phật giúp vào. Đây là điểm cần yếu thứ hai. 2. Dự bị về tinh thần. Trên đường hành trì pháp môn này, người niệm Phật phải có tinh thần giải thoát, nên quán sát từ tiền bạc ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả hợp, sống tùy cảnh quyển, chết rũ sạch không. Nếu chẳng thấu đạt lẽ này thì dính vào tâm niệm tham luyến, vừa ngăn trở sự giải thoát, vừa khiến hành giả đọa làm loài bàn sinh, để giữ nhạc giữ của. Có kẻ vì nuối tiếc tiền của và tình cảm mà không yên tâm nhắm mắt, chứ đừng hòng bàn đến việc giảng sinh. Cho nên người niệm Phật hàng ngày phải tĩnh tâm quán xét chính bản thân, cố dứt lòng tham, chặt lìa gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật để khi lâm chung khỏi bị sức nghiệp ngăn trở và cuốn lôi. Người niệm Phật gặp khi lâm chung thường phát khởi những điều nghi ngờ làm chướng ngại sự giảng sinh, cho nên bình thường phải luôn luôn cố gắng đức tin bằng 3 điểm cốt yếu sau đây. A. Thứ nhất là nghiệp chướng dù nặng, công tu dù ít vẫn được giảng sinh. Đệ tử chúng con hằng ghi khắc sâu lời thệ nguyện của Phật A Di Đà rằng: chúng sinh nào chí tâm muốn về cực lạc thì niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm. Nếu không được giảng sinh, Ngài thề không thành Phật. Mà Phật thì không bao giờ nói dối, vậy người niệm Phật phải tin nơi đức từ tôn. 10 niệm là thời gian công phu rất ít mà còn được giảng sinh, huống chi mình niệm nhiều hơn số đó. Lại nữa, dẫu có kẻ nghiệp nặng đến đâu như phá giới phạm trai hoặc tạo đủ các điều ác, nếu chí tâm sám hối và nương vào bản nguyện của Phật A Di Đà thì Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng kẻ tạo tội nặng ngũ nghịch thập ác mà khi lâm chung chí tâm niệm 10 niệm đều được giảng sinh. Trong giảng sinh truyện có ghi lại trường hợp Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung trọn đời giết trâu bò phá giới làm ác. Khi lâm chung có tướng xấu địa ngục hiện ra, bèn sợ hãi niệm Phật, liền thấy Phật đến rước. Cho đến loài chim sáo, chim két, chim anh giỏ mà niệm Phật cũng được giảng sinh, huống chi mình chưa phải là tệ hại đến mức đó. B. Thứ hai là ước nguyện chưa hoàn thành và tham sân si chưa dứt trừ vẫn được giảng sinh.
Ước nguyện của hành giả đại khái có hai phần, đó là đạo và đời. Về mặt đạo, có người nguyện cất chùa, bố thí hoặc tụng kinh, trì chú số bao nhiêu, nhưng làm chưa tròn mà đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm Phật là điều hệ trọng nhất. Khi được giảng sinh và chứng đạo quả sẽ làm vô lượng công đức. Còn nguyện ước của kiếp này chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Về mặt đời, hoặc có người vì bổn phận gia đình chưa tròn, như cha mẹ già suy không ai chăm sóc, hoặc vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc thiếu nợ kẻ khác chưa trả kịp, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết thì dù có lo hay không cũng chẳng làm được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật. Khi được giảng sinh Tây Phương rồi, đắc đạo quả sẽ trở lại chốn ta bà này. Lúc ấy bao nhiêu ước nguyện đều có thể hoàn tất, bao nhiêu nợ nần đều được đáp trả, tất cả kẻ thù người thân đều có thể được mình cứu độ. Na Tiên Tỷ Kheo Kinh ghi rằng: ví như hạt cát nhẹ nhưng bỏ xuống nước liền chìm nghiễm. Trái lại, tảng đá dù nặng và to nhưng nếu được chở trên chiếc thuyền thì có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, dù nghiệp của mình rất nhẹ, nếu không được Phật cứu độ thì chắc chắn vẫn bị luân hồi. Còn nếu tội chướng dẫu nặng nề đến bao nhiêu nhưng được Phật tiếp dẫn thì đương nhiên sẽ được sinh về Cực Lạc. Theo lời dạy ấy trong kinh, đệ tử chúng con thấy môn niệm Phật là pháp đới nghiệp giảng sinh. Đó là vì nhờ Phật lực, tảng đá lớn dí cho sức nghiệp nặng to, còn chiếc thuyền dí cho bản nguyện của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si e không được giảng sinh, mà phải nghĩ rằng với năng lực siêu việt của Phật A Di Đà thì trên thế gian này không có điều gì Ngài không thực hiện được. Với lòng tin tuyệt đối vào lời Phật dạy thì trên thế gian này không có điều gì mà chúng con không làm được. C. Thứ ba, niệm Phật sẽ được Phật hiện thân đón rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình mà khi lâm chung sẽ được thấy Phật, Bồ Tát hoặc Thánh chúng đến rước, hoặc có khi không thấy chi cả mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực âm thầm nhiếp thọ mà thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh trì danh của mình có cao thấp sâu cạn. Cần yếu lúc đó là phải chí tâm niệm Phật, đừng suy nghĩ điều gì khác, nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ dốc lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng. Khai thị lúc lâm chung. Người niệm Phật khi bệnh chưa nặng vẫn nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ nghĩ tưởng rằng uống thuốc rồi sẽ lành bệnh. Lúc bệnh nặng có thể không nên dùng thuốc. Hoằng Nhất Đại Sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy hốt thuốc. Ngài liền từ tạ và nói kệ rằng: Đức Phật A Di Đà là vô thượng y dương, nếu bỏ đây không cầu, ấy là kẻ si cuồng. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu A Di Đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi Ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ rằng khi bệnh đã nặng thì người niệm Phật phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, ngay cả chính thân tâm mình, chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng cầu mong giảng sinh Tây Phương. Làm được như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết định sẽ giảng sinh. Như thọ mạng chưa dứt thì tuy cầu giảng sinh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành nên đã trừ diệt ác nghiệp đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên mà cứ để cho lòng rối loạn, như thọ số đã hết, quyết không được giảng sinh, vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu về với Phật, nên làm sao giảng sinh được? Nếu thọ mạng chưa dứt thì chẳng những bệnh không thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm, vì mình nhân cầu lành bệnh vọng sinh lòng buồn lo sợ hãi. Lúc bệnh nhân đã suy yếu lắm, nếu thần thức còn thành tỉnh, người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có thì nên mời một bạn đồng tu đến an ủi và khai thị theo các chi tiết sau. Thứ nhất, nói cảnh khổ ở ta bà, diễn tả cảnh vui ở Cực Lạc. Lại nên đem việc lành kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết mình sẽ nương nơi nghiệp lành ấy mà sinh về Tây Phương.
Thứ hai, nếu bệnh nhân có điều gì nghi ngờ thì nên giải thích bằng ba điểm cốt tủy đã nêu trên. Thứ ba, vị khai đạo phải can ngăn không cho thân nhân hỏi han về di chúc, không cho nói chuyện tạp vô ích khiến bệnh nhân động niệm tình ái quyến luyến thế gian. Thứ tư, không cho bà con thân hữu đến trước bệnh nhân hỏi han tỏ vẻ buồn thảm mến tiếc. Nếu vị cảm tình và đến thì khuyên họ vì bệnh nhân chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Thứ năm, nên khuyên bệnh nhân đem y phục vật dụng và cả tiền bạc của mình tặng cho kẻ khác, hoặc đem các thứ ấy cúng dường kinh tượng Phật lại càng hay. Điều này sẽ giúp cho người bệnh tăng thêm phước lạc và tiêu trừ tội chướng, được dễ dàng hơn trong dịp giảng sinh như trong kinh Địa Tạng đã chỉ dạy. Cách thức trợ niệm. Người bệnh từ khi đau nặng cho đến khi sắp tắt hơi, thân nhân phải bình tĩnh, không được khóc lóc và lộ nét bi ai sầu thảm, vì lúc này chính là lúc bệnh nhân đang đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ người phàm thánh. Sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nhất tâm niệm Phật giúp vào là điều quan trọng nhất. Có người tuy có chí nguyện giảng sinh mà bị quyến thuộc thương khóc làm khơi động ý niệm tình ái, kết cuộc phải bị đọa lạc luân hồi, công tu một đời đành luống uổng. Người sắp chết thường đau nhức cơ thể, nên chớ ép buộc tắm rửa hoặc thay đổi áo quần làm nhiễu loạn chánh niệm. Đôi khi bệnh nhân có thể sinh về cõi lành, nhưng bị nhân thân xúc chạm thân thể và sửa đổi tay chân, làm thêm đau đớn nên sinh lòng tức giận. Do ý niệm này liền đọa vào đường ác, làm rồng rắn cọp beo hoặc các loài thú dữ khác. Có người dù hàng ngày luôn luôn niệm Phật, nhưng nếu không nhờ sức trợ niệm thì cũng khó nhất tâm giảng sinh. Cách thức trợ niệm phải theo các chi tiết sau. Một là thỉnh tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn, đặt ngay trước mặt bệnh nhân để cho họ trông thấy, cắm một bình hoa tươi, đốt một lò hương nhẹ để dẫn khởi chánh niệm. Nên nhớ chỉ có khói nhẹ mà thôi, đừng để khói nhiều vì e ngột ngạt khó thở. Hai là người trợ niệm tùy theo nhiều hay ít nên luân phiên niệm. Ít thì mỗi lượt có thể hai hoặc ba người, nhiều thì mỗi lượt có thể sáu bảy người. Nên nhớ bệnh nhân rất cần thanh khí, cho dù chớ vào cho quá đông người, lại phải nhìn đồng hồ mà im lặng luân chuyển cho nhau, cốt sao cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn. Ba là niệm bốn chữ hay sáu chữ phải tùy theo thói quen của bệnh nhân. Tiếng niệm phải đừng quá cao quá thấp, đừng quá nhanh quá chậm. Mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu hồng danh lọt qua tai đi sâu vào tâm thức người bệnh, như thế mới đắc lực. Khi bệnh nhân quá hôn trầm thì phải kê miệng sát vào tai họ niệm, mới có thể khiến cho họ minh tâm. Bốn là nên niệm suông là thỏa đáng hơn cả, hoặc nếu có dùng âm thanh thì nên dùng chuông mỏ lớn, khiến cho người bệnh sinh tâm nghiêm kính. Tuy nhiên điều này phải hỏi trước bệnh nhân, nếu có điều chi không hợp thì nên tùy cơ nghi cải biến, chứ nên cố chấp. Cách thức truy tiếng. Người mới tắt thở, điều thiết yếu là không nên vội di động, không nên vội lau rửa, phải đợi qua 8 giờ đồng hồ mới nên tắm rửa và thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân cũng không được khóc lóc, chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật sự có ích lợi cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc, phải đợi 8 giờ sau, vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức A-lại da chưa đi hẳn. Nếu lúc ấy làm lay động hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sinh ý niệm buồn giận lưu luyến mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ và cần thiết nên phải để ý ghi nhớ cho kỹ. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, thân nhân vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 8 giờ sau để sự giảng sinh có phần bảo đảm. Nên đóng cửa phòng lại, canh chừng loài chó mèo hoặc những kẻ không am hiểu đến đổ xô vào xúc phạm. Ngoài ra điều cấm tuyệt không nên làm điều chi khác, vì trong khoảng thời gian này người chết vẫn còn cảm giác. 8 giờ sau, nếu tay chân người chết đã cứng thì nên dùng vải thấm nước nóng bao quanh khớp xương, một lát thì có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà tốn kém vô ích. Điều cần thiết là nên dùng đồ chay và chớ sát sinh để chiêu đãi khách và cúng tế. Nếu không, người quá cố sẽ bị oán đối, khó được giải thoát.
dù được giáng sinh nhưng phẩm sen cũng vì đó bị giảm thấp. Khi làm Phật sự để truy tiến cho người quá cố, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sinh trong pháp giới. Như thế công đức ấy sẽ càng thêm rộng lớn, mà sự phước lợi cũng vì đó mà tăng thêm rất nhiều. Vì buổi lâm chung chính là lúc quan trọng nhất trong đời, nếu không chuẩn bị trước các món tư lương đầy đủ thì đến chừng ấy ắt phải kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, và nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng loạt hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên tuy lúc lâm chung phải nhờ đến kẻ khác trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Nên chúng con xin dự bị ngay từ bây giờ. Như vậy, đệ tử chúng con cảm nhận ơn lành cao cả của Đức Từ Phụ A-di-đà, được sự hộ trì của sáu phương chư Phật, được sự dạy dỗ chu đáo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, được sự nhắc nhở và dìu dắt của các bậc thiện tri thức. Cho nên ngày nay mới biết rằng niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung, để cuối cùng được dễ dàng giảng sinh về tham dự hải hội liên trì, để khỏi phụ ơn cứu độ và giáo dục của chư Phật, cũng như khỏi mắc vào lỗi phụ rẫy cả chính mình. Đệ tử chúng con vẫn thấy rằng biển khổ dễ chìm, hễ chìm là cứ trôi hoài trôi mãi. Đường tu khó bước mà mỗi bước là gặp biết bao thử thách chông gai. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy nhân sinh có 20 việc khó. Nghèo nàn bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc lìa dục là khó, sinh gặp Đức Phật ra đời là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế lực không ỷ lại là khó, gặp việc đời cư xử vô tâm là khó, học rộng nghiêng tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh kẻ chưa học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó, được gặp thiện tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên quá độ kẻ khác là khó, đối cảnh không động tâm là khó, khéo biết phương tiện là khó. Quả thật như vậy, sinh gặp đời có Phật là khó. Vì sao? Vì được thấy Phật, nghe pháp và y theo lời dạy mà phụng hành thì phải là người có nhiều căn lành, phước đức, nhân duyên. Nay Như Lai đã diệt độ, các bậc thiện tri thức hiện ra hoằng dương Phật pháp, nếu được thân cận nghe lời khuyên dạy thì cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc thì gặp thiện tri thức cũng là khó khăn. Dù có duyên lành được thấy mặt nghe pháp, nhưng nếu không hiểu nghĩa lý hoặc chấp hình thức bên ngoài mà không chịu tin theo thì cũng đều vô ích. Theo kinh Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức thì đừng nên câu nệ theo hình tướng bên ngoài, như chấp kẻ ấy trẻ tuổi nghèo nàn, địa vị thấp hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật pháp để có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức, chớ nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vì đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện quá độ hoặc đạo lực cao nhưng tập khí còn chưa dứt, nên mới có các hành động sai trái như vậy. Nếu cứ chấp nê hình thức hay tìm cầu lỗi lầm, tất không được lợi ích trên đường đạo. Cho nên tìm bậc thiện tri thức khó đến như thế. Tuy nhiên, cái khó và cái dễ chỉ là pháp đối đãi, vì trong khó có dễ và trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó đến mấy cũng vẫn có thể thành tựu. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay nhờ sự gia bị của ơn Tam Bảo mà chúng con có được thân người. Nay nhờ chuyên lành mà chúng con được đón nhận sự giáo hóa của Đức Bổn Sư. Nay nhờ từ bi lực của Phật A Di Đà mà chúng con đã đặt trọn vẹn lòng tin vào bản nguyện cứu độ của Ngài. Nay nhờ sức sách tấn của chư vị thiện tri thức mà chúng con được đọc tụng cuốn sách này, tức đã gặp được pháp thành Phật màu nhiệm dễ dàng và rốt ráo. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, chư vị đại địa Bồ Tát cùng liệt vị hộ pháp thiện thần, đem năng lực bản nguyện, năng lực trí tuệ, năng lực thần thông, năng lực diệt sạch tội chướng mà ban thêm cho chúng con nhiều sức mạnh cùng trí sáng suốt, để dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn vẫn nhận rõ duyên đời khổ mộng, quyết chí niệm Phật, trường trai giữ giới, khiến cho hoa sen báo bên trời Tây được nở thêm những hàng thượng thiện.
Với tấm lòng tri ân, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Lư Sơn Đạo Tràng Khai Sáng Niệm Phật Pháp Môn Sơ Tổ Huệ Diễn Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Quang Minh Đạo Tràng Hoằng Dương Niệm Phật Pháp Môn Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Liệp Vị Thiện Thần Bồ Tát Ma Ha Tát. Mấy lời tâm quyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch, vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong dòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống niềm vui. Được thế chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm quyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao. Thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.